Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện của điện thoại Asus Zenfone 2, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn cảm biến màn hình của điện thoại Asus Zenfone 2 chính hãng và được cung cấp từ Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus Zenfone 2 hàng đầu hiện nay. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến phần cảm biến màn hình của điện thoại Asus Zenfone 2 không tự điều chỉnh sáng tối được. Đó, khi gọi điện thì màn hình không tắt hoặc tắt đen thui không khởi động lên được. Quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn quý hàng thay mới cảm biến màn hình của điện thoại Asus Zenfone 2 chính hãng. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Asus Zenfone 2, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 75 099. Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn quý hàng cách khắc phục các lỗi, sự cố liên quan điện thoại Asus Zenfone 2 mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp.vn.